Đi được chưa giờ? Chưa, xin cho Pháp nữa. Ok, bye. Camera có sẵn hết trơn cho vợ rồi, vợ không cần phải lo nhớ nhung lo vợ. Kobe ơi, thương lắm á, ở nhà nghe chưa, tôi đi chơi. Camera có sẵn cho vợ hết trơn rồi, vợ không cần phải nhớ nhung đâu, đây đây. Sao có hai cái móng ngựa trên đó rồi vợ? Móng ngựa gì? Vậy. Chúc lên ăn gì á? Ăn cháo với ai? Chú Linh thích không? Chú Linh ở nhà ngủ với nội với bà ngoại nha. Nha. Chú Linh nhà ngủ với bà ngoại nha. Nha, chú Linh ngủ với bà ngoại ok. Coi. Đó đi má mi đi xí soạn ok. Ok, được không? Được hả? Thiệt không? Dạ ủi quá dịu tay nè. Bận chụp cứng luôn mà. Ô nè, ủa giờ bận gài vô không được luôn nè. Ghê không? Mập mập đúng rồi, anh chịu cái câu đó đó giờ. Nãy giờ đứng quay luôn thiệt á. Đi đi. Từ từ có chừng té, ngó mà đi đàng hoàng. À, em có thể sẵn đó cho anh biết ở nhà bán tivi hồi nào bây giờ. Để xuống lớp 3 tầng luôn mới ghê. Phải gì? Tức là làm sao anh không hiểu, coi cái mà trước không được thì coi chính giữa, coi chính giữa không coi được thì coi về sau hả? Không phải, cái này là tùy theo cái size, người nào thấp nhất, coi cái thấp nhất là cao, coi cái cao hơn. Ừ. Như cái này trong Trúc Linh nè. Ừ, yes. Cái cuối cùng ai coi? Đứng đâu coi? Trong Tứ. Đứng ở đâu coi? Ai biết? Anh không biết luôn. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình cùng Viana trốn Trúc Linh. Nhỏ nhỏ thôi, nó chẳng nghe. Trốn Trúc Linh. Ủa, nó cũng hơi lớn ha. À, đi đi đâu? Đi ăn, dẫn Viana đi ăn. Đi ăn. Ừ. À, đúng. Trúc Linh ở nhà với bà ngoại. Yes, Trúc Linh ở nhà với bà ngoại. Bà ngoại kêu ở nhà ngủ với bà ngoại bữa nay. Ok, and em đã ok rồi. Để coi em được ngủ được bao nhiêu tiếng. Ok. Dạ. Rồi, và đồng thời mấy cái tivi ở ngoài sao anh không hiểu. Thì để đi, ai mua mình bán. Ok, bye. Đi ăn đâu? Không biết đâu, hên xui đi. Hấp rồi, tới tới đó. Tới đó tính quý vị, tới đó tính. Yes. Gặp lại sau. Ok, bây giờ hai vợ chồng mình đi ăn trên chiếc xe cuồn nha vợ. Xe cuồn bữa nay nha vợ. Chiếc xe kia đem đi sửa rồi. So, get for pina colada, but no alcohol. No alcohol. No, no alcohol. Yeah. Yeah, alcohol first. Yep. So, which one was the alcohol? Right here. All around here. Yep. Okay. I think he has the sign say get my tiger. You want my tiger? Yeah, yeah. Look, honey. He asking you on his shirt, honey. My tie, yeah. Yeah, nhưng mà uống đó rồi em không biết cho lắm. Yeah. Oh, this one look good, huh? Yeah. It's good too. Một tăng. Yeah, you like to. Oh, thank you. Yeah, yeah. Can I try this? Yep. Is that with the
They don't allow us to use the mugs right now. Everything use the cups. Sorry. Even with the coconut, the same. Yeah, everything use the plastic right now. Sorry. For the pandemic. I see. Huh? And one ice water. Okay. Yep. Sure. Thank you. Ủa, cái này menu rượu không hả? Không có menu. Đẹp hơn hả? Mang mặt nạ sao ăn vậy? Không, cái này phải khui một cái lỗ cái miệng nè, xong mình ăn á, mình múc vô ấy, có bộ có lý. Thì cái đi ăn mùa dịch thì thấy quải thiệt á chứ. Hello. Hello. What are you? You have a tribal peasant. Can I get the menu? Huh? Menu? Yeah. What menu? Right here. Oh. The menu. Yep. No, the food menu. Food? Yeah. Okay, just 1 minute. You didn't get the food yet? No. Just 1 minute. Sorry to give you wrong. All three menu here. Yeah. Sorry. Yep. Rồi, đất ơi. Ba người đưa ba cái menu rượu bởi mình kiếm hoài. Ông ảnh còn tưởng là ủa menu đồ ăn đằng kia kìa. Nói thiệt. Bây giờ mình ngồi mình đợi đồ ăn mà không thấy menu đồ ăn đâu. Sorry that. That's okay. All you can eat, okay? Rồi, cảm ơn mọi người đi order, okay? Yep. Hồi nãy em gọi là cái pinacolada gì đó, pinacolada gì đó. Dạ, là lúc mình đi bên qua cái chỗ gì chơi đó nhá, em gọi là gì qua này? Yeah. Mexico á. Năm ngoái mình đi Mexico á nhá, cái chỗ mà cái resort gì đó. Dạ. Rồi cái nó có cái rượu này nè, nhưng mà mình kêu cái loại không có rượu cho em. Rồi em uống hết trơn. Dạ hả? Nó gọi là gì viên nè? Pina colada phải không? Yeah. You like it hả? Mình thấy ở trong đây là cái nhà hàng này bỏ rất rất là nhiều cái số tiền ra để mà làm cái outdoor dining này đó bạn. Tại vì ở đây mình thấy rất rất là nhiều ghế, là muôn trùng ghế luôn. Mình không biết là họ mướn hay là họ mua, nhưng mà nói tóm là cái số lượng ghế này qua đây rất rất là nhiều. Và đồng thời luôn còn có luôn cả mấy miếng thảm cỏ giả này nữa. Thì hầu như cái hàng nào cũng có hết. Rồi còn chơi nguyên cả cái màn hình TV bự khủng bố gần đó nữa. Đây. Cho nên họ đầu tư ra cái phía ngoài này rất rất là nhiều chứ không đơn giản. Cái vụ này cũng ngạc nhiên hai vợ chồng các bạn. Tức là mình order đồ ăn xong họ đem ra vậy nè các bạn. Họ đem ra đồ giống như to go vậy đó. Thì mình mua to go chứ rồi mình ngồi đây ăn chi. Cái này giống như đồ order to go vậy đó. Dạ. Rồi xong họ nói nếu mình muốn ăn á thì mình đổ ra cái dĩa ở đây mình ngồi mình ăn. Bị tuột mút rồi họ đi về ăn anh ơi. Thú vô đi ra cho ngoài kia ăn good hơn. Sao kỳ vậy ta? Súp nữa, nó lỡ rồi nè, ăn luôn đi chứ sao giờ. Ok. Where'd he go? Oh my god. Oh my god. Có mình để đựng rác ở dưới luôn. Trời đất ơi. Lần đầu tiên thiệt á, hay phải gọi là té nữa khi đi ăn nhà hàng Việt. Do you have any spicy pepper? Like sake or something? So we can have it.
Hồi nãy giờ mình nghĩ là mình đi về rồi đó, mình sách này mình đi về rồi đó. Nhưng mà lỡ ngồi đây rồi nên ngồi đây luôn. Thank you. Anh nghĩ mấy cái này nếu mà người ta đã tới một lần rồi, người ta không tới nữa đâu vậy? Đúng rồi. Dạ, yeah. Không? Hoặc là người ta chỉ tới đây, người ta chỉ tới đây người ta uống rượu thôi, thấy không? Chứ không quay tới đây ăn gì đâu. How you like it, Vienna? Good. Đồ ăn đưa ra là đưa chắc luôn á. Trong hũ giấy luôn xong mốt. Cái này nó không nói trước cho mình biết. Đúng rồi. Xong rồi kìa. Mà nó không được có hũ tô gô nữa chứ. Phải không? Mình nghĩ là đi về nhà ăn rồi các bạn ơi. Chứ còn ở chỗ này, chỗ này ăn kiểu gì? Sao ăn? Mình cũng không nói chuyện gì với lại các bạn được. Bởi vì họ chiếu phim rồi y xèo ồn ào vậy lắm. Mình lựa cái chỗ nào mà nó nhẹ nhẹ đó, mình mở ra bấm nút nói chuyện á. Chứ còn phim nó lên nó y xèo ở trò chân. Về nhà ăn mình nói chuyện tiếp. Trời rất là lạnh nữa. Nên người ta gọi là hứng đột xuất nè. Đi không coi ngày. Bao nhiêu ngày đẹp nóng nảy thì không đi. Lựa ngay trời lạnh đi. Cái món này là cái món cà ri lần đầu tiên anh thấy họ làm bằng cái này á. Bởi thật sự ra là phải bỏ vô cái dĩa mũ mới đúng không? Cái hũ á, cái hũ to go á mới đúng. Rồi, cái tại nó là nước mà. Mà. Vàng 2, cảm 2. Không, mình về đây mình ngồi mình ăn đó mình thấy thoải mái lắm luôn á. Thiệt á. Rồi giờ mình ăn tiếp tục nha các bạn. Còn nha. Cái này em phải đổ ra cái tô anh ơi. Chứ em để vậy em ăn không được. Sao mốt? Các bạn thấy tưởng tượng không? Cái nước cái này mà đi bỏ vô cái hũ này. Hồi nãy á, là mình rất là quạo khi mà đem cà ri da mà trong cái hũ này á, cộng với là cái muỗng này, là thật sự ra mình rất là quạo là mình muốn đi về rồi đó. Nhưng mà mình nhìn cái bill á, họ đem hết mấy cái này là họ đem cái bill da cho mình luôn. Cái bill 60 đồng bạc chưa tính tiền bo. Mà mình gặp cái này là mình quạo, nhưng mà mình ngó cái bill 60 đồng bạc thôi, ngồi chút xíu cho vợ con vui lòng cái. Nhưng mà trời lạnh, ăn không được cái gì hết trơn. Làm vậy làm sao mà cái muỗng này làm sao múc từ trong đây ra ăn. Nên mình bực quá, thôi nói vợ thôi đi về nhà ăn. Cộng với lại á, cộng với lại mình tới đó một đích chính là để quay phim, nói chuyện chơi với các bạn. Đồng thời mình vừa ăn vừa nói chuyện. Mà tới đó rồi cũng đâu quay phim được đâu, tại vì họ chiếu phim. Cái người khách của Tức giới thiệu cái quán này. Không, cái quán này mình đã ăn trước. Mình ăn trước rồi, ngon lắm. Mình thích cái đồ ăn, ăn rất, rất là ngon. Không chê, tuyệt đối không chê đồ ăn nha. Dạ. Mình chỉ cảm thấy coi như là tại vì mùa dịch mình ra nó. Đúng vậy, mình đây mình tuyệt đối trong cái video này các bạn nên nhớ rằng mình tuyệt đối không chê tất cả những cái món ăn này. Mình không có gì chê. Mình cũng không phê bình cái việc làm của họ luôn. Họ làm rất là đúng để mà bảo vệ tất cả mọi người vì cái thời gian dịch. Mình đây quạo, mình đây coi như là thất vọng là vì cái coi như là cái thời điểm như vậy. Mình đi ăn không có vui vẻ. Tại vì tiếp tưởng là giống như ngoài Not End. Đúng rồi, ngoài Not End đó thì các bạn họ cũng thấy đó. Ừ. Họ ăn uống trong tô, trong dĩa đàng hoàng rất là, là ngon lành luôn chứ không phải kiểu này. Giống như cái mấy người ta tới đó rất là đông nha, cũng đông khách lắm. Nhưng phần đông mình thấy họ tới đó là họ giống như coi phim với họ nói chuyện với bạn. Với lại mình thấy nhiều nhất là cái bàn nào cũng uống rượu hết, mà Đạt thì lại không có uống rượu. Ừ. Đúng không? Cho nên người ta ngồi đó người ta tâm sự và uống rượu. Đúng là rồi. Chính xong rồi mua một món nhỏ xíu này ăn coi như là lầy kì cho nó nhấp nhấp miệng thôi. Ừ. Là chính. Còn mình thì lại ngược lại, mình ăn là chính quay phim là cũng là chính luôn đi. Yes. Uh-huh. Còn rượu thì để tráng miệng thôi. Đúng không? Yeah. Nên nó bị không có đúng với lại cái
cái lý do mình tới đó. Bởi vậy mà lâu lâu mình muốn thay đổi không khí, mình muốn dẫn Vienna nào đi để như là tại vì cũng cả tuần mấy hai tuần nay mình cũng không có đi đâu ăn hết. Chứ thật sự nhà tí đồ ăn nhiều lắm, ăn cũng hết luôn á. Đợi anh một xíu cái. Rồi sao? Bây giờ em ăn này luôn. Không ăn nữa, thiệt hả? Đã rồi. Ăn hết rồi. Anh là không có như cái này là anh không lấy đâu. Nhưng mà hơi nhiều dầu mỡ. Nếu mà đặt ăn cái này á là đặt bỏ chút xíu cơm trắng vô nữa để cho nó bớt cái dầu mỡ này. Nhưng mà anh bỏ lên nhiều quá ăn quá. Còn có này nữa. Đồ ăn họ làm rất là ngon. Mà bữa nay mình bị không mình bị hụt hẫng chứ không phải gì. Nếu mà mình biết trước cái chỗ này họ đem ra như vậy thì hà mình biết trước mà mình dẫn đi á thì nó khác. Đúng rồi. Lần này mình nghĩ là mình ngồi được ngoài trời. Rộng rãi nhìn giống như là một cái chỗ mà đại đám cưới luôn á. Đông mà nhiều bàn lắm. Rốt cuộc mình order mình mua nước xong cái lúc họ đem đồ ăn ra đúng là hỏng luôn. Trời tiếc tưởng là người ta em tưởng là người ta nói nghe lộn không á. Đúng không? Đúng rồi, mình tưởng đâu là họ đem đồ ăn ra lại chứ mình đem to go. Xong cái mình nói mình nói không, tao tao ăn ở đây nhưng mà đem to go. Đó, mình lúc đầu mình tưởng là họ lộn không á. Nhưng mà mình xong rồi họ giải thích mình mới biết là ăn là như vậy. Trời đất ơi, ăn vậy thôi tôi mua to go về nhà tôi ăn chó khỏe. Đúng rồi. Giờ mình ăn thoải mái hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì ăn khá lâu rồi. Bởi sao bữa nay nha. Không đi ăn nhà hàng nữa. Không, anh nghĩ cái nhà hàng đó họ chọn cái phương pháp làm cái phương pháp như thế này, tức là bỏ vô mấy cái bằng giấy này, như là cái chén giấy cái gì cũng là đồ để mà ăn xong là dục liền. Mình nghĩ là họ chọn cái phương pháp đó chứ mình không nghĩ là luật pháp bắt họ phải làm vậy đâu các bạn. Tại sao phải không? Not and cũng là nhà hàng vậy, người ta cũng ăn bằng mấy cái chén này bình thường mà. Cộng với lại những cái nhà hàng như là Texas nè. Đúng rồi. Rồi cái gì vừa nãy đi nhiều nhà đó. Hàng bán bình thường. Hilltop á, Hilltop nó gọi là gì? 5-11 hả? Cái chỗ Hilltop á cũng ăn ngon lành đàng hoàng mà, đâu phải trong cái đồ dùng vậy. Ngoài Chinatown mình chưa thử nè. Ok. Mình không hiểu à, mình đoán là cái nhà hàng này rất là lớn, đồ ăn rất là ngon, khách rất là đông. Thì có lẽ là vì lý do đông quá nên họ chọn cái phương pháp này để mà không có rửa. Không, chứ còn bây giờ coi như mình ăn xong rồi coi như là bưng cả tô chén gì dễ đi vô trong mà đi vô tuốt vô trong để rửa, tại vì họ rửa bằng máy chứ không phải rửa bằng tay nha quý vị. Không, cho nên nó qua cái máy để mà nó phun nước rồi nó nước nóng rồi nó làm cho nó tiêu diệt mấy cái vi khuẩn này kia nọ thì mình nghĩ chắc cũng rền rang khó khăn hơn đối với họ là ăn cái kiểu này dục luôn. Mình nghĩ là vậy. Đó. Tuy nhiên là cũng suy nghĩ nhưng mà mình không biết mình nghĩ đúng hay không. Nhưng mà có thể là như vậy. Tại vì cái chỗ này rất là rộng. Nếu mà mình ăn dĩa chén á, cái người nhân viên người ta làm rất là cực. Họ phải chạy ra luôn, rồi phải dọn cái bàn đó nữa. Còn nên tại sao họ chọn cái phần này là xong rồi là khách to go về, còn không to go thì dục hết toàn bộ ly nước dục hết trơn luôn. Đúng. Mình order xong rồi gì? Họ đem đồ ăn lên hết cho mình là họ đem cái bill luôn. Tức là trên thực tế mình có thể xách đi về. Nên trên thực tế, trên cái luật pháp á là họ vẫn là buôn bán đồ to go. Trong cái luật pháp là họ buôn bán đồ to go, nhưng mà mình chọn ngồi ở đó để ăn. Chứ không phải là họ bán cho mình ngồi đó ăn. Rồi, chính xác. Hiểu không? Chính xác. Có thể là vậy. Không, nhưng mà nhận vậy mình mới đi mình biết được thêm một cái anh. Thấy không các bạn, mình đi một nơi mình sẽ học hỏi được một thứ. Nên mình chỉ cảm thấy bị hụt hẫng thôi chứ mình không phải gọi là một này nọ ha. Đồ ăn rất là ngon. Không, anh không comment. Bởi vì cái thời điểm con Covid. Đúng rồi. Thì họ làm coi như là like cái phương pháp tốt nhất, an toàn nhất để bảo vệ khách hàng của họ thôi, không gì hết. Bảo vệ họ nữa. Ớt tự trồng á, tại sao không thấy giờ ăn gì trời? Biết mà, tay quá sao anh nhận? Ổng trồng ớt mà mình ăn thôi à? Không, giờ ăn bớt này đi, chứ còn giờ ăn bắt anh ăn cái này, anh không ăn được cà ri. Đúng không? Nhưng mà ổng mệt á, chắc phải ăn cơm trắng của mình đâu.
chú còn tạo ra dáng này á, ăn chè giò đúng không? Không ăn bánh mì. Còn bánh mì không? Là đúng hả? Là bánh mì với mẹ rồi. Nhưng mà đi xuống dưới là mình sẽ bị bại lộ. Dạ. Hiểu không? Ở nhà mẹ với Trúc Linh tưởng là mình đi ra ngoài ăn luôn rồi. Sung sướng ngon lành lắm quý vị. Mẹ mà lên mình thấy mình ngồi đi ăn chắc mẹ thấy chơi hỏi. Mẹ với Trúc Linh ở dưới lầu á. Trúc Linh nó còn chưa biết mình đi về nữa. Ăn cơm trắng đi. Bánh mì với mẹ rồi bây giờ thôi thà nhịn đi. Ăn cơm trắng đi. Ăn cơm trắng đi. Để ăn bớt này với anh đi. Để em ăn. Dạ anh múc miếng cơm nè, bỏ đây nè. Muốn cơm xong lấy cái muỗng luôn nha. Dạ ăn không, để anh biết anh múc nhiều hơn. Không. Anh nghĩ ăn kiểu này chắc bể bụng anh quá vậy. Chắc bụng em không bể à. Tối giờ cũng tối rồi mà ăn kiểu này. Thôi trời đi, lâu lâu ăn lần. Yes. Lâu lâu mình thấy như nào mình không biết. Tối nay mà nay lấy ngủ như vậy. Ừ. Đừng kêu anh mà xa này kia nọ như vậy. Không. Anh làm được không vậy? Em ăn no là em đi ngủ à. Thôi. Mệt. Cái cà ri nè. Mình không hiểu họ nấu sao mà nó ngon dữ lắm. Dạ. Nó béo. Mình cũng nấu cà ri nhưng mà cái mùi vị là không có giống. Em bỏ 3 lon nước dừa, người ta bỏ tới 6 lon nước dừa luôn. Không. Không phải nước dừa không đâu, họ có bỏ sữa trong này nữa. Cái vị á. Ngon. Ngọt. Nhưng mà cái béo của nó thơm lắm. Nhưng mà cà ri bò. Cà ri bưới bò quá không? Cà ri bò. Đây là hầu như có thể nói lần đầu tiên anh ăn cà ri bò đúng không? Phải không? Hồi xưa giờ mình ăn cà ri gà không? Cà ri gà, cà ri vịt, ăn rồi luôn. Nhưng cho nên lần này mình thử cà ri bò. Nói chung cái nhà hàng này tí với anh Đạt đi ăn cũng mấy lần rồi. Lần này có thể nói lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó. Lần nào mình vô mình cũng kêu cái món khác hết trơn á. Là món nào cũng ngon hết. Đúng rồi. Lần trước là mình tới đó mình ăn trong lúc mình lãnh tiền YouTube đầu tiên. Lần đầu tiên mình lãnh. Cái tựa đề của cái video đó hình như là lãnh tiền YouTube mà dẫn vợ con đi ăn vậy đó. Thì sau khi mình post cái clip đó thì cũng có vài người bạn hỏi địa chỉ và cũng tới đó ăn. Đó. Yes. Nhưng mà cái clip này post lên không biết có ai hỏi địa chỉ tới đó ăn không á. Người ta không. Nếu mấy anh chị mà có hỏi mình vẫn đưa. Nhưng mà tới to go thôi nha, đừng ngồi đó ăn. Ăn không là quạo giống mình nè. Nếu mà mình biết vậy á, anh nghĩ là mình nên đi ra ngoài North End ăn. Đúng không? Cậu giờ làm á. Cảnh đẹp, đèn đẹp. Đúng không? Nhưng mà đồ ăn này của Ý. Cũng là mình ăn đồ ăn Thái. Nhà Thái hay là cà ri đa hàng? Thái. Thái hả? Cái nhà hàng này họ bán tới 3-4 khẩu vị khác nhau lần. À đúng rồi. Có họ bán mấy cái quốc gia khác nhau. Chứ không phải một. Cái này là cái gì? Đủ trái thơm á. Khóm á mà nó pha cũng ok thôi. Đó, thì đại khái các bạn thấy một ly này à, ly của Trúc Linh giống như của Vienna giống như một ly juice vậy đó. Hai hũ salad, hai hũ súp, miếng cà ri, miếng cơm chiên, 60 đô, tức là cũng mắc đó vậy. Nếu mà mình order to go ở mấy cái nhà hàng khác thì không đến nói vậy đâu. Đúng không? Giờ coi nhờ bóc cái menu của người mấy cái nhà hàng của người Hoa đi. Coi là anh nghĩ không tới 60 đô đâu. Cái giá thành có thể bị thay đổi à. Dạ. Mùa này ở đâu cũng vậy thôi. Mình làm neo mình cũng vượt lên giá mà. Tiệm tiết làm neo cũng lên giá mà các bạn. Ôi em ngủ quá. Thôi các bạn xin chào tất cả các bạn và cảm ơn các bạn theo dõi Hai Vợ Chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Bữa nay đi ăn thì, thật sự rất là hấp dẫn. Hôm nay mình muốn coi như là review cái nhà hàng ở ngoài trời và có màn ảnh TV bự khủng bố rồi này kia nọ. Nó tóm lại là bà vợ khoe rất là đẹp, rất là good. Tới đó xong rồi tưởng gì mình chới giới luôn. Mình cũng lúc đó thì mình cũng có sự là cũng hơi
tức tức. Nhưng mà trên đường dài này mình cũng hai chồng cũng tám qua tám lại, mình thấy cũng không thể nào chấp nhận được, bởi vì người ta làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ người khách và người làm, cho nên mình không chấp nhận. Mình chỉ là hơi tiếc cả là mình sửa soạn ngon lành lắm, đi tới đó để ăn vui. Thực ra sắp tới là không có đi đâu ăn nữa hết á, ăn ở nhà, không, mua về nhà. Nhưng mà mình nói nha, sau cái trận Covid này kia nọ rồi, mình muốn tới đó ăn tiếp các bạn, bởi vì chỗ đó đồ ăn rất là ngon. Yes. Ok. Yeah. Ok thôi. Bye bye. Chào. Đi ngủ.